Trời ơi, có như đó mà nhầm hoài thấy không? Daddy.
yêu cầu cũng phải hỏi ông trước không thôi hả, ông đã mất tiêu rồi. Ơi hả, bây giờ hát hạnh phúc mới cho anh Hòa nè. Hôm nay anh Hòa có lên tim cho em không? Tim đang bị lẻ kìa. Ông Lan đã nó cho ông đã mất tiêu rồi. Thank you.
Rồi ok, lên mic đi nè. Chào mọi người nha. Trời ơi, ta nói cái chuyện gì về vấn đề quản trị viên thì đợi đến những cái giờ mà không có show của idol hoặc là đi sang room liên kết nói ở đây làm cái gì. Những cái thằng mà quản trị viên của cái room này nó không có online, nó đâu có cái áo ở đây đâu. Chẳng qua là anh Đạt thì kéo bọn nó về đây chơi với idol thì anh Đạt phát áo nó thì thôi, hiểu không? Chứ nó thực ra đâu phải là quản trị viên. Quản trị viên phải có cái cú pháp ai hi nè, đúng không Sóc? Trời ơi, thế nào mà tự nhiên bữa nay trai nhắn tin làm quen, bạn ơi cho làm quen đi, chết vui luôn á. Trời ơi, tôi nói Amy, My Amy, sao nhìn mặt em khờ quá vậy? nhe răng anh coi cái nào. Đó, vậy không phải vui hơn hả? Tại sao cứ ủ xuống một cục ấy? Hỏi uống coca thì tốt không? Tốt luôn nha, uống coca thì tốt tiểu đường á. Con gái mà uống coca buổi tối người ta nói nó mập dữ lắm luôn. Ừ, đừng uống coca, thay vì uống coca mà uống Pepsi đi. Trời ơi, bà nói vô mic gì vậy? Anh đâu có nghe được, tại vì anh đang ở trên mic mà. Em mới cầu phím. Nói chung là mi y dài ơi, vui yêu mi y ngắn. Phải nói rõ ràng như vậy. Hoặc là lộn lại nhầm nữa rồi. Thôi xong, mi y ngắn hay vui yêu mi y dài, khổ vậy nữa. Đã nói nói là nó kỳ quá. Hỏi bỏ cái vấn đề đi Sóc. Vậy ta nói vậy nè, mi em lên show em cứ nói chuyện thoải mái đi, khi nào cũng cười đi. Trời ơi, tao nói mặt ôi sụ ông cục nghĩ. Không, đau chân hả? Đau chân, dơ chân lên này anh bóp cho. Dơ chân lên cam này anh bóp cho. Trời ơi, tao nói đau chân còn ráng lết lên nữa. Khó quá, bỏ qua. Thôi em lên mic em giao lưu nói chuyện với mọi người nha mi. Anh xuống mic nha, lâu lâu nhoi vài câu cho em vui vậy thôi. Nghe chưa nè? Anh cũng mới biết. Ok chưa anh? Ok chưa? Em tắt đi. Em tắt rồi mà. Ở đâu? Đấy, bây giờ vẫn là mic của anh nè. Mọi người thư giãn đi, nghe nhạc đi, không đỡ ức chế, không bị điên lắm. Sắp bị hơn rồi. Baby,
Rồi, nghe chưa anh? Rồi, nghe chưa nè? Ok hết chưa? Ok, ok. Em nghe nè. Em bay được không? Bay gì? Rồi, từ mở ngay. Đợi xí. À. Vì ơi, ai đưa em đến phòng xô thế? Dạ. Chở chân em bị gì đâu, đâu có tự đi xe được. Từ từ nè, bên này nó lắc quá. Em mở nó lên nè, đợi xíu mà, đừng có hối. Từ nó chạy lên nè. Nó đang xoay vòng vòng. Nãy giờ mấy anh lên tiếng đó, lên kêu mở nhạc. Lê hôm nay không có lên tiếng cho em hả? Mi nghe nè chị Châu ơi. Sẽ trao em người.
Đâu có đâu, có mình em đây thôi. Tại vì anh vui kêu là không, tự nhiên cái đem lên đây cho mọi người coi. Tại sao nhìn rồi sao đó. Hello coupon, rồi làm lại nha. Chi vậy? Anh đang làm gì đó? Em nghe nè, anh Lê ơi. Ủa sao hôm nay đuổi em về vậy? Bình thường đâu cho về đâu. Bình thường ở lại mà. Bình thường đi về không cho mà. Một bên buồn một bên vui hả? Khó à. Cái đó để em luyện tập rồi bữa sau em làm nha. Ok, hát một bài nha. Hôm nào cũng lên show mi được mọi người là nhiều nhất. Em cũng không biết sao nữa. Không biết sao mà show em ít người xem quá. Bài gì đây ta? Có ai muốn nghe bài gì không? Chọn giùm mi đi, mi hát cho nghe nè. Nghe anh nhớ em không biết hát. Bài về chủ đề Trung Thu hả? Là bài gì? Ai sao mới vô mà đã hỏi em câu đó rồi. Ok, hát bài âm thầm bên anh. Thank you.
chơi với một đứa đã muốn hết hơi. Giờ đây cả hội bạn chúng cùng kéo đến, khiến đầu tôi muốn vỡ tung ra. Đau đầu ư? Không thể nào. Bọn trẻ hữu động luôn cần một thủ lĩnh. Patron Extra giảm hiệu quả 3 triệu chứng đau: đau đầu và đau nửa đầu, đau răng, đau cơ từ nhẹ. Sao vợ? Sao canh giờ em về hả? Tiêu rồi.
có gì đi up trên Facebook nha. Bye bye.